Sau 2 ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Nam, đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn ở phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank chi nhánh quận Hải An, Hải Phòng, ngày 7 tháng 1 vừa qua đã bị phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hải Phòng bắt giữ tại Thái Nguyên. Quay đây. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận về quá trình gây án của mình. Nam đã sử dụng súng để uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền 3 tỷ đồng. Em có rút súng, điện thoại nhân viên, các chị có sợ ngồi xuống và mang tiền lên bàn cho em. Vâng, sau đó em cho tiền vào ba lô, lấy một cái xe máy để bỏ trốn. Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ được Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Lực lượng chức năng đã thu giữ được toàn bộ tang vật vụ án gồm tiền mặt, hai vật kim loại dạng súng và nhiều viên đạn. Thực hiện rất là táo bạo, công khai, liều lĩnh. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự đã chú trọng vào tất cả các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để xác định đối tượng và truy bắt đối tượng một cách nhanh nhất. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, mở rộng điều tra.